Ồ, 5 năm trời rồi mới quay trở lại Hà Nội, mà chắc có khi còn hơn 5 năm á, mình không nhớ lắm. Cái chỗ này cách đây 5 năm về trước là nơi bạn Hiếu, bạn mình cho mình tá túc mấy ngày khi mà đi ra Hà Nội có công việc luôn. Và bây giờ mình sẽ quay lại tiệm của bạn Hiếu chuyên xe ga thắt ngoài đây để thăm hỏi xem coi ảnh có còn khỏe không nha. Vô là thấy SH không? Hiếu chuyên xe ga là có khác. Hello Hiếu. Lâu quá mới gặp. Rồi. 5 năm trước sơ tới đây xin ở ké thấy còn ốm đó, Hiếu còn ốm đó, bữa nay mập mạp là ăn lên làm ra phát tài nè. Ok. Đang làm gì vậy? Em đang đổ đèn anh ơi. Đổ đèn. Con đèn này, con đèn laser Sanvi 5.0 là lên cho SH350i. Hồi xưa em đâu có làm đèn đâu mà bữa nay làm đèn hay quá ta. Mà còn đèn laser mới nữa. Laser này mới. Con này đang quá dữ, quá dữ. Là đèn là mình làm xe ga xe số luôn. Xe ga xe số thì mình cũng làm đủ anh ạ. Là cứ chủ yếu là kinh tế thôi đúng không? Có tiền thôi là được lên. Có thiết bị đầy đủ. Dây LED đang nè. Làm LED Audi A7 Pro cho SH. Nè đó, nguyên liệu mấy cái Audi cho SH nè. Nhà tự làm hết luôn. Quá hay. Đây là cái khu làm điện đèn thôi đó. Mình có làm sơn phết luôn hả? Dạ. Xe mình dọn sơn hết luôn. Sơn trong cái kho phụ tùng ấy nè. Kho phụ tùng nè. Này coi nguyên kho phụ tùng nè. Quá dữ, nguyên kho chà bá lửa. Có bán ISS rồi đủ loại dung dịch, mâm vặn, mấy cái chư bát gì. Tính ra ở ngoài đây đầy đủ đồ luôn chứ đâu có thiếu gì như trong miền Nam đâu. SH gần như em có đến khoảng tầm 95% luôn đấy. Này coi như 95% đồ chơi thị trường là có hết luôn. Không, 95% cái đồ mà để sửa chữa mà SH đấy. Dạ, vậy rồi SH. Xe khác thì gần như là nó chỉ có nó khoảng tầm chiếm tiểu số thôi. Nghĩa mình chuyên SH mà mình làm hết toàn bộ SH. Là chuyên về em vừa mới đèn này còn gửi cho số em sẽ có nhiều phết. Nhưng con Audi anh này. Ok. Hay ha. Đồ máy chạy kiểu như là siêu nhân điện quang á. Tuyệt vời. Máy tính ra bữa sau anh gửi cái đèn xe hơi ra cho Hiếu làm luôn ấy chứ trời. Được chứ. Quá hay, tài nghệ quá luôn trời. Hay thiệt. Sẵn đợt này đi ra mua con xe nên quyết định là chạy ra đây tá túc bên đây thăm lại bạn xưa. Đây là vợ chủ shop nè, ai mà qua đây rồi là chắc bà biết nè. Người phụ nữ quyền lực nhất cái shop này. Đây anh em còn rất nhiều đồ cổ, giống như đồ không bán thì vẫn mở này có tủ đây. Những cái thuộc như chôn này, đĩa này. Quá trời. Này cũng giống nhà anh trong kia nè. Nhưng mà anh không có được cái tủ đẹp tới vậy đâu, anh quăng đại titan này. Hết chỗ. Còn ngày xưa này, đồ xịn cũng có, đồ vẫn có. ES chơi lật luôn. Thì tính ra ngoài đây có đủ hết rồi. Những con đo vôn này của những em, nhiều anh em chơi phân khối đo vôn này. Các đồ có gương, tiếng con gương này. Ngon lành quá trời. Gắt chân rồi ốc kiểu rồi tây thắng chuyên rồi SH. Đây dung dịch rồi phụ gia các kiểu. Đây dung dịch đồ bày đây. Dung dịch. Thay lớp hay mâm rồi sơn là mình có phòng sơn trên lầu luôn đúng không? Phòng lầu bụi lắm không có lên đâu. Này là con zoomer. Zoomer đang dọn lại đúng không? Đi lâu khá lâu bây giờ làm lại mới cứng. Giờ là bắt đầu làm lại. Màu của đội của zoomer. Rồi hiểu, có nghĩa là dọn full chi tiết luôn. Quá hay. Rồi mình ngoài mình đây là có thay vỏ lớp rồi làm nồi đầy đủ có làm đủ hết con này là đang xúc rửa động cơ nè phải không? Qua như tiêu chuẩn đấy, cái máy BG là chạy bằng dung dịch này. Xúc sửa cho nó sạch cái muội ở trong muội trong bùn đốt, giống như trong miền Nam tụi anh cũng làm luôn á. Đồ mà hay quá trời. Cái ô tô thì nó sẽ nhiều hơn, ô tô nó sẽ một lọ full. Để tính ra ha, hình như là ở đây em làm dịch vụ vệ sinh bùn đốt này nhiều hơn luôn á. Tại vì trong Nam tụi anh làm vệ sinh bùn đốt khách làm xong khen lắm. Là vệ sinh xong nó máy sạch bóc hơn. Đúng rồi, nó bỏ hết được mấy cái cặn á, dơ lắm, trong đó mà sang Việt Nam mình vô dơ lắm. Đây, em ra lên một chút, con này chạy thông chưa được. Đúng rồi, khói đen ra càng đi nó càng sẽ ra nhiều, tại vì nó bị ngấm, nó thẩm thấu ở trong vùng đốt sẽ ra nhiều hơn. Hiểu rồi. Có nhà gần như là đầu tư đầy đủ trang thiết bị. Cửa hàng hơi nhỏ một xíu. Là có ra về bự hơn cửa hàng của anh rồi, ở trong kia anh còn nhỏ xíu xíu mà. Ở đây còn được bề ngang lớn cho bên anh nhỏ xíu. Rồi tuyệt vời.
Rồi thăm bạn Hiếu vậy thôi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ ăn chơi với nhau rồi mình sẽ đi nơi khác nha. Chúc mọi người đó. Rồi ok, ai ủng hộ thì ủng hộ shop bạn Hiếu Tây Ga nha. Số bao nhiêu, địa chỉ đâu ta? Số 5 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh. Số 5 ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ồ, tuyệt vời.